Biển Đông mênh mông có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu tuyến đầu của Tổ quốc. Chính ở nơi đây có những người con của quê hương, chẳng ngại nắng sương canh giờ đêm ngày. Rộng năm dài các anh đã vượt lên muôn ngàn sông dữ, ngăn bước quân thù bảo vệ non sông, dũng cảm kiên cường tiếp bước cha ông, súng giặc trong tay giữ gìn từng ngọn rau tân tân. Dù trái lắm gian lao hiểm nguy chồng chất, các anh luôn vững vàng vì tình yêu Tổ quốc. Lòng anh luôn vững tình yêu, trên dưới một lòng cùng nhau chiến. Dù gió bão ta phong ba, tay súng sẵn sàng bảo vệ quê hương, cho nước non thanh bình, cho sớm là hồng vui xuân. Tình cảm thiết tha qua bức thư hồng em viết dội, để báo tình vui xuân ở quê nhà. Mẹ luôn nhắn đến anh trong ngày rước ông bà, mẹ nói cả nhà mình đông vui, chỉ có thằng hai là vắng mặt. Chẳng phải nó vô tình mà nó đang làm nhiệm vụ thiêng liêng, để cho bà con đất liền ăn Tết được bình yên. Còn tuổi nó ngày đêm không rời tay xuống, thắp ba nén hương trên bàn thờ mẹ cung, thân giai ông bà cho anh được bình an. Quê mình rộn ràng đón xuân, trăng qua đua nở tưng bừng, lòng em cảm thấy vừa mừng vừa thương. Mừng là mừng cho bà con mình được ấm no vui xuân đón, thương là thương cho các anh phải ăn Tết xa
cặp bưởi biên hòa, mẹ bảo phải gửi đến các anh bánh tét đậu xanh của má hai má bài. Vương biên mất gừng do chính tay em làm lấy, gửi đến các anh hương vị của quê nhà. Thêm vui cho nhà nhà ấm no.